Bây giờ Trung Quốc hiện đại quá rồi anh em ạ, có nghĩa là không thể là tưởng tượng nữa rồi. Đây, bây giờ như anh em mua hàng bây giờ nhá, quét bằng điện thoại là chuyện quá bình thường rồi. Tí nữa mình sẽ biểu diễn cho anh em còn không cần điện thoại. Mua đồ tại một cửa hàng Trung Quốc, chàng trai bất ngờ với công nghệ thanh toán chỉ cần bàn tay. Mới đây, một thanh niên Việt Nam đã vô cùng ngỡ ngàng trước công nghệ tân tiến và hiện đại ở một cửa hàng mua sắm nhỏ của Trung Quốc. Theo đó, sau khi khách hàng mua hàng, ra quầy thu ngân tính tiền sẽ không nhất thiết phải trả tiền mặt hay là cầm điện thoại quẹt mã QR để thanh toán, mà chỉ cần đơn giản là đưa tay vào máy quẹt, máy sẽ nhận diện vân tay như một kiểu thông tin định danh. Sau đó, số tiền mua hàng sẽ được trừ thẳng vào tài khoản đã định danh trước đó. Anh em xem đây, anh em nhìn cái máy này đi. Đây này, nhìn thấy chưa? Cho tay vào chưa? Đấy, đây này. Bây giờ thanh toán nhá, không cần phải cầm điện thoại nữa. Đấy, như anh em mua hàng nhá. Đấy, anh em mình bây giờ chỉ cần cho tay vào thôi. Đây. Đấy. Chỉ cần dùng tay thôi là bây giờ anh em có thể mua hàng rồi, chứ không cần phải dùng quét nữa. Đấy, không là nó sẽ tự động trừ vào tài khoản của mình. Đấy, anh em thấy hay không? Mà mình không hiểu tại sao mà nó lại hiểu được. Xin xin là. À. Chắc mấy năm nữa là anh em sang đây là lúc ấy chỉ có bay flycam thôi, chứ không có đi ở dưới mặt đất nữa cậu ạ. Công nghệ này vô cùng tiện lợi đối với những khách hàng vội vã hay quên ví tiền, quên thẻ ngân hàng hay điện thoại khi đi ra ngoài. Chỉ cần quét vân tay là đã có thể mua được món hàng mình đang cần. Nhưng mà sau khi xem qua đoạn clip cũng đã không khỏi xôn xao. Nhiều người cho rằng Trung Quốc hiện còn nhiều công nghệ tiên tiến hơn và thậm chí là còn đang dẫn đầu thế giới ở một số lĩnh vực. Không chỉ riêng việc thanh toán khi đi mua sắm bằng cách nhận diện vân tay hay là nhận diện khuôn mặt, một số ý kiến được mọi người để lại. Việt Nam thì quét mã trừ tiền bên mình rồi mà bên kia chưa nhận tin nhắn thì người ta bắt đứng chờ, khi nào vào được tài khoản rồi mới cho đi về. Lấy dấu vân tay nhận diện khuôn mặt thanh toán qua WeChat, nước người ta bây giờ hiện đại như thế đấy. Quê tôi thì lại thanh toán bằng cái hẹn, hẹn mai trả, mốt trả, tháng sau trả, mà chưa biết là mai mốt của ngày tháng năm nào. Ở chỗ tôi còn nhanh và hiện đại hơn, ra quán quen thì chỉ cần hô lên, cố sĩ ký sổ là lấy hàng về. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.